cái game này thì thiệt tình là HNT cũng mới chơi luôn các bạn ơi, mới chơi lần đầu. Ơ, trong King Legacy nè, anh em mình di chuyển theo cái kiểu đó là chúng ta có bánh xe dưới chân nha. Wow, lần đầu tiên trải nghiệm tựa game King Legacy và anh em mình đã vô tình đẩy cho mấy bạn này té sấp mặt mày. Ngày đầu tiên tới ngày thứ 7, Cell Zone. Cái gì vậy man? Bây giờ là không thấy, mới vô là thấy nó tặng cho mình một được một viên game rồi nè. Rồi. Ôi bây giờ là chạy được rồi các bạn ơi, mới vô là nó sẽ không cho anh em mình chạy nha. Trong cái tựa game này mới vô, cái game là King Legacy, nó không cho anh em mình chạy mà nó sẽ cho anh em mình nó làm trượt các bạn à, giống như là có cái gì đó dưới chân trượt trượt á. Đó, căng lắm luôn. Sau một khoảng thời gian mà anh em mình ủi ngã tất cả những cái thành viên đứng trong đây, từ bạn Trần Tuấn Việt cho nên nó bạn Blue, thêm bạn Dương Lu đây, thêm bạn nữ Cubin sát thủ, ủa lộn, nữ sai Cubin cái gì cho khoan, Kumi Mimi, à Mimi 97. Rồi sau khi mà ủi xong mấy bạn này té sấp mặt mày xong thì anh em mình mới di chuyển và chạy được. Đôi chân bắt đầu gọi là linh hoạt được nha. Rồi, hello anh, ok anh, hello em lô. Đó, HNT Channel nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy mấy men, cái gì vậy, anh mới chơi cho nên chưa có rành. Ok, rồi. Rồi, theo anh nghĩ là mình phải đi ra ngoài các bạn. Mình phải đi ra ngoài để mình gọi là ngắm bầu trời trong sáng nè. À, ánh nắng ban mai kèm thêm đó là gió biển đâu. Đó, ra cẩn thận trúng gió là thấy bà luôn. À, đi quay trái anh hả? Ok, ở đâu em? Này, mới vô chưa có tiền bạc gì hết, không biết nó cho quay không nữa. Anh mới chơi nha, anh mới chơi đấy. Qua đây đi anh, ok. Đi em ơi. Này là có cái bé gọi là nữ sai Cubin. Đây, bạn ấy đang hướng dẫn HNT trải nghiệm nhẹ về cái vụ gọi là quay trái các bạn ơi. Rồi, đi kiếm ai để quay em. Bé này hả? Rồi, ok, chào chị hai luôn. Headset level 1, quýnh 4 con. Rồi, bây giờ anh em mình đi kiếm 4 thằng, chụp đầu 4 thằng quốc đó. Mới vô là combat xúc. Ui, solo kill man. Đây, xem gọi là khả năng liên hoàn, gọi là liên hoàn cước của anh. Đó, đá đủ các kiểu con đà điểu luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Đây, 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 xem khả năng gọi là phi phàm của anh các bạn ơi. Mới học võ cổ Lý Tiểu Long xong. Rồi, ngon lành nha. Đây, sau khi mà học được rồi là cái chiêu, úi chà, cái gì vậy, cái chuyện gì đang xảy ra vậy man, anh mới bị gọi là nó đẩy đi du lịch xa bờ rồi nè, nó quýnh anh gọi là không trượt phát nào luôn vậy đó hả, anh mới gọi là luyện chiêu thôi à. Ờ, à, được rồi, được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn để đi ra kiếm lại mấy cái con quái đó sử dụng quyền combat hen. Thôi đi kiếm cái con mới nãy quýnh nửa cây máu đi. Ủa, cái con quýnh nửa cây nãy đâu rồi? Ôi, ôi đây này, nó nè, nó nè. Bây giờ là gom hai ba con đập luôn nè. Đó, đó. Mình sợ, mình, ôi, cái chiêu Z sẽ được luôn các bạn. Ủa, cái chiêu Z nó giúp anh em mình lên level các bạn ơi. Thôi ôi, vậy mà không biết. Bây giờ là anh đã lên được level 6 rồi nè. Đó, mấy chú thích thì anh chiều, mà mấy chú khều thì ok, anh xúc mấy chú luôn. Wow, chiêu Z. Bây giờ mới biết các bạn ơi, nãy giờ chơi cái tựa game này, nãy giờ mà không có anh em nào hướng dẫn, không có anh em nào chịu gọi là chỉ mình đó là cái chiêu Z. Nãy giờ mình đi sử dụng hai cái chân đá muốn gãy gán luôn, mà không ai chịu chỉ anh đó là cái chiêu Z này nó có thể hạ được mấy cái con cùi bắp này một cách gọi là tốc độ bàn thờ. Bây giờ anh mới ngộ ra được cái chân lý đó các bạn. Cái chân lý là cái chiêu Z đó. Bây giờ là level 6 rồi, không quýnh level 1 nữa. Anh em, wow, bên kia level 10 lận. Bây giờ là level 1 với level 10, quýnh level nào? Mình quýnh mấy thằng bự hơn đương nhiên mình lên cấp nhanh hơn rồi, đúng không nè các bạn?
Ôi, đương nhiên là mình sẽ chọn mình quýnh mấy cái thằng bự hơn. Và đâu rồi, quýnh nó đi em ơi, quýnh á. Em mấy em bồi là đừng có sợ, mấy cái con này có gì đâu mà sợ. Ôi, cái gì vậy? Lại một lần nữa các bạn ơi, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mới ra thôi level 6 quýnh level 10, nó khèo có một cái một đi về thành ngủ luôn. Anh em mình bây giờ là level 6 cho nên nó là chúng ta sẽ giao lưu với mấy bạn level 1 trước đi nha. Chứ bây giờ mà mình quánh với mấy cái bạn kia, ui, mấy con này hình như là mình đá có con cái thôi là mấy con này nó ngủm rồi các bạn à. Ôi ôi ôi. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình qua mình quýnh level 10 được rồi đó. Đây 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 đây, được được các bạn ơi, ổn ổn áp. Rồi vô keo vô keo. Ở chưa nhận nhiệm vụ, à quên nữa, đi nhận nhiệm vụ hả các bạn. Cái vụ rồi là quên cái vụ rồi là đi nhận nhiệm vụ, anh em mình lo đi quánh không à. Hàng gì, hàng gì quánh hoài nó không khá. S food à, bạn muốn ăn trái này không? Quất. Wow, anh có cái trái gì nè. Mọi người ơi, anh có cái trái gì nè. Anh có trái gì nè. Wow, các bạn ơi, anh có được cái trái gì nè. Không biết trái này nó ngon không mà hình như anh ăn nó rồi ấy. Ôi. Trái này là trái gì nè. Rồi, anh thấy là anh bế được rồi chứ. Bây giờ là anh có cái trái này, giờ anh xài được không? Mà cái chiêu nó bị khóa hết trơn rồi, sao rồi xài? Trái này là trái xô hả? Wow. Không có chiêu. Ôi, không có chiêu sao rồi xài? À, trái linh hồn. Trái này ngon không? Trái này ngon không? Anh không có rành đó. Wow, ngon lành nè. Add em với. Ok, bạn nào có chơi game thì nhớ kết bạn với Hante nha. Ngon. Ui, bạn này phán câu là trái này ngon các bạn ơi. Rồi, work. Bây giờ là có cái trái này, nhưng mà trái này nó ngon, nhưng mà anh em mình không có chiêu để xài. Sốt. Đâu rồi, mấy con quái đâu rồi, tập trung lại đây coi. Đây, mấy bé tập trung lại đây. Đó. Rồi, đứng đó đi, đánh bạn đó đi, đừng quấn anh. Đó. Rồi, giờ là anh ra tay nè. Ok, ngon lành, anh lên 20 rồi nè. Đây, anh lên 20 rồi. Ghê chưa, ghê chưa. Anh nâng vô trác quỷ đi. Ok, nâng tiếp các bạn ơi, nâng trác quỷ lên 56 điểm trác quỷ rồi, có chiêu chưa? Yeah, trác quỷ anh em mình đã kích được chiêu Z các bạn ơi. Vô. Wow, triệu hồi được hai trái. Ui, khá là cute luôn các bạn à. Wow. Ôi, quay, cái gì vậy mấy bạn? Triệu hồi hai trái này có làm ăn gì được không vậy? Chưa. Chiêu Z. Ôi, vậy là triệu hồi ra chân chơi vậy thôi đó hả? Triệu hồi hai bé ra chân chơi vậy thôi đó, hai bé không có hỗ trợ được gì hết chơi vậy hả? Cây nhờ. Ít ra cũng phải hỗ trợ mình được cái gì. Nên nó quýnh mình tắt đài luôn rồi các bạn ơi. Rồi ok, hôm nay là triệu hồi được ra hai cái bé bét cute này để gọi là làm cảnh chơi nha. Đó. À, giờ anh được food rồi đó. Đó, giờ anh có food rồi nè, nhưng mà giờ cái này là không có xài được gì hết trơn nữa nè. Đó. Giờ là có hai cái bé này nó đi theo mình, gọi là đi giao lưu văn hóa văn nghệ đó các bạn. Rồi, bây giờ anh em mình đi đâu? Đây, gặp ông này đúng không? Rồi, bạn ấy chỉ anh đó là gặp ông này. Đi đập level 20 một con. Đánh boss em ơi, đánh boss 20. Boss 20 ở đâu? Anh hiện tại anh đang là level 20 nè. Đâu rồi, ở đâu?
Dead nè. Đó. Rồi. Đứng đứng chịu đòn đi, đừng quýnh á. Để anh đập nó vô. Anh quánh nó từ từ nó cũng chết rồi, yên tâm đi. Từ từ, quay quay. Sao? Bạn ấy đang đứng cho. Bạn ấy đang đứng cho quái đánh các bạn. Ui, cái chiêu Z của anh Đam cũng to nè, ráng ráng xíu đi. Chiêu anh nó hồi lên là anh bế được á. Ráng 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 nha. Gồng lên em ơi. Gồng lên, gồng lên. Wow. Rồi nửa cây rồi các bạn ơi, được nửa cây rồi. Đó, ăn tiêu. Quay 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 quay, đừng 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 quay, đừng quay, đừng chết à. Đừng quay, đừng chết à. Ủa, bạn ấy bế anh cũng xong nhiệm vụ nè. Ủa, sao xong nhiệm vụ rồi nè. Vậy là tính ra bạn ấy quýnh anh cũng được chứ. Đủ đam là được à? Rồi, ok. Giờ anh em mình nhận vô quýnh boss tiếp hả? Ngon lành các bạn ơi. Rồi, rồi bao lâu nó mới ra nữa vậy? Bao lâu nó ra nữa vậy em? À, nó nè. Ok. Đục nó. Nè anh, ok nè. Đây đây đây, anh đang cố gắng bế nè. Đó. Cái chiêu Z của anh quýnh đam cũng to đấy. Nhưng mà cái chiêu của anh nó lâu hồi ra quá. Nửa cây rồi, cố lên. Đó, hơn nửa cây rồi. Yeah, anh lên 26 rồi. Có lý ghê luôn. Tăng điểm cho thức, tăng điểm cho trái các bạn ơi. Wow, trái anh được 80 điểm rồi nè. Chiêu thứ hai tới 250 điểm nó mới nâng được trái lên. Cây nha. Ủa, một cục gọi là sấm sét với một cục là cục lửa chứ. Wow, lên 36 rồi. Hello anh, em quay lại rồi à. Hello em. Anh level 36 rồi. Giờ có chỗ nào đi nữa không? Hay là đánh chỗ này tiếp? Nhiệm vụ level 30 ở đây nè anh hả? Ở đâu đâu đâu? Trời ơi, nãy giờ đi quýnh level nãy giờ hà 20 mà quýnh miết luôn á. Đây chỗ này ha. Cuối cùng thì anh em mình cũng đã biết được cái chỗ nhận nhiệm vụ level 30 rồi. Quánh một con taxi. Quánh một con taxi các bạn. Đây nó đây rồi. Taxi. Rồi. Đây anh em mình sẽ đi khiều taxi nha. Đó. Ủa, anh bị gọi là đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi hả? Cái thế giới nhỏ bé này dường như là khó mà nó gọi là chứa anh hay sao ấy nha. Đâu rồi, khu này level 10. Rồi. Level 20, level 30 chắc nó nằm bên đây. Thôi anh chạy hết một vòng luôn á các bạn ơi. Đây. Gió. Ôi trời. Mì hả bưởi. Ôi anh chưa xong nhiệm vụ. Anh vẫn chưa ăn được. Không ăn được. Ôi, chưa đủ đam. Chắc có lẽ là chưa đủ đam cho nên nó không cho anh ăn.
gọi là chưa đủ đam. Nãy giờ anh nâng vô trái không à, hèn gì cái đam này của anh nó bị yếu á các bạn. Cái này phải nâng me me. Nâng me me cho anh em mình có đam để đi đánh quái rồi. Thôi đủ rồi nè. Rồi anh được 40 rồi. Này, nâng cái này lên được khoảng 160 hả? Mà không đủ máu, không có đủ đam thì cũng không đánh được. Ca này khoai nhở. Thôi anh em mình nâng cái này trước đi các bạn. Đây. Cho 60 điểm vô me me đi. Rồi. Để cho có đam mà quánh boss. Ok. Chơi. Chốt. Đó. Có đam là nó khác biệt liền. Bế một cái một là cái khúc máu. Còn trái thì chắc để anh em mình nâng từ từ sau ha mọi người. Đây. Rồi, 50. Ôi, anh lên level 50 rồi nè. Wow, tốc độ luôn. Ôi, sao ngụm của tỏi nữa rồi. Thế giới này rất là nguy hiểm các bạn ạ. Sơ sẩy là bị bế, sơ sẩy là anh em mình bị bế không trượt phát nào. Wow. Rồi, bạn ấy bị lắc luôn rồi hả? Cây nhờ. Đây. Cho trái xô xô ra. Trái xô chứ trái này trái xô. 52. Anh lên 52 rồi. Ổng không? 52 nhưng đang vẫn quýnh boss 30 phải, này nó sai sai rồi đó. Có lẽ bạn ấy đang bị lắc các bạn ơi, bạn ấy không có hướng dẫn hay anh tay được. Rồi, chờ em farm.